Trên bản đồ thế giới hiện tại, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ hay còn gọi là Mỹ luôn được biết đến với tư cách là một siêu cường quân sự, kinh tế đứng đầu thế giới. Hiện nay, mọi quyết định hay sự kiện diễn ra bên trong nước Mỹ đều gây ra ảnh hưởng lớn không chỉ đối với những nước láng giềng lân cận mà còn đối với toàn thế giới. Trước khi trở thành một siêu cường như hiện tại, Mỹ cũng đã trải qua những thời kỳ lịch sử thăng trầm, nhiều biến động. Tuy là một quốc gia có phần sinh sau đẻ muộn, song hôm nay hãy cùng với Sử Đồ tìm hiểu về lịch sử phong phú không thua kém bất kỳ quốc gia nào của nước Mỹ. Trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ cho kênh chúng mình nhé. Nguồn gốc hình thành của đế quốc. Mặc dù giới khoa học đã tìm ra những bằng chứng cho thấy rằng người da đỏ đã sinh sống trên lãnh thổ nước Mỹ từ hàng chục ngàn năm về trước, trong thời tiên sử, song châu Mỹ nói chung hay nước Mỹ nói riêng chỉ thực sự được thế giới biết đến sau cuộc thám hiểm của Cristoforo Colombo, nhà thám hiểm người Tây Ban Nha vào năm 1492. Các nhà thám hiểm Tây Ban Nha đã lần lượt đặt chân đến những vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ như Florida vào năm 1513, dãy núi Appalachia, sông Mississippi, Grand Canyon và Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ, khu vực từ Arizona đến miền trung Kansas năm 1540. Sau khi thám hiểm thành công lãnh thổ Mỹ, người Tây Ban Nha đã đưa một số người định cư đến rồi lập ra những khu định cư thường trực đầu tiên của người châu Âu tại lục địa này. Các khu định cư Tây Ban Nha dần phát triển, trở thành các thành phố quan trọng như Santa Fe, Albuquerque, San Antonio, Tucson, San Diego, Los Angeles, Santa Barbara và San Francisco. Đến năm 1607, người Anh thành công thiết lập thuộc địa đầu tiên của mình ở lục địa Hoa Kỳ trên sông James tại Jamestown, nơi bắt đầu của biên giới Mỹ. Tiếp sau đó, những thuộc địa khác của Anh dần được thiết lập như Plymouth năm 1620, vịnh Massachusetts năm 1628 và đến năm 1634 là New England. Cũng trong thời gian này, Hà Lan đã thiết lập các khu định cư dọc theo hạ lưu sông Hudson, Tân Amsterdam vào năm 1614. Tuy nhiên, sự xa xôi cách trở do đại dương bao la khiến cho việc kiểm soát các thuộc địa trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, vào giữa thế kỷ 17, vì cuộc nội chiến 1642-1649 và nền Cộng hòa Thanh giáo của Oliver Cromwell, người Anh đã sao lãng đến mức không theo đuổi chính sách thuộc địa. Sau khi Charles đệ nhị và triều đại Stuart được khôi phục vào năm 1660, dù người Anh quan tâm tới việc quản lý nhiều hơn, song nhìn chung các thuộc địa phần lớn vẫn bị bỏ mặc để tự do xoay sở. Chính sự quản lý lỏng lẻo và thiếu đồng bộ của người Anh đã tạo điều kiện cho những thuộc địa này vươn lên một cách mạnh mẽ, phát triển các hệ thống pháp lý và chính trị tự chủ của chính mình, rồi dần vượt xa mẫu quốc Anh về sự giàu có khi bước sang thế kỷ 18. Để ngăn chặn sự phát triển của các thuộc địa, đồng thời thu được nhiều lợi ích hơn cho mẫu quốc, Nghị viện Anh Quốc đã áp đặt quyền lực của mình bằng cách đặt ra các thứ thuế mới vô lý, đồng thời cử quân đội đến để tái lập quyền cai trị trực tiếp. Điều đó hiển nhiên dẫn tới sự bất mãn và phản kháng của các chính phủ thuộc địa vốn đã được hưởng chế độ tự trị trong nhiều năm. Căng thẳng giữa 13 thuộc địa Mỹ và người Anh đã dẫn đến cuộc chiến tranh cách mạng Mỹ nổ ra vào ngày 14 tháng 6 năm 1775. Sau đó vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, đệ nhị quốc hội lục địa họp tại thành phố Philadelphia đã tuyên bố nền độc lập của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ bằng bản tuyên ngôn độc lập. Sự kiện này đã đánh dấu sự ra đời của nước Mỹ sau nhiều thế kỷ phải sống dưới thân phận thuộc địa của thực dân châu Âu. Tuy nhiên, người Anh vẫn chưa chịu công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa mà vẫn liên tục thực hiện những cuộc tấn công nhằm lấy lại chúng. Thế trận giằng co kéo dài mãi đến năm 1778, khi Pháp tham chiến với tư cách là đồng minh của Mỹ, thì cục diện chiến tranh đã chính thức đổi chiều. Sau một thất bại quyết định tại Yorktown vào năm 1781, Anh bắt đầu thương lượng các điều khoản hòa bình và công nhận nền độc lập của Hoa Kỳ vào năm 1783. Như vậy, sau hàng thế kỷ là thuộc địa để thực dân châu Âu cai trị và bóc lột, Mỹ đã chính thức được công nhận là một quốc gia độc lập. Điều này chính là yếu tố cơ sở tạo dựng nền tảng để Mỹ phát triển vượt xa những nước đã từng cai trị nó trong quá khứ. Quá trình phát triển thành một đế quốc hàng đầu thế giới. Khi mới thành lập, Hoa Kỳ không phải là nước ủng hộ chủ nghĩa đế quốc. Thậm chí người dân Hoa Kỳ còn có tinh thần chống chủ nghĩa thực dân bởi họ từng là thuộc địa của Anh.
Tuy nhiên, nhu cầu mở rộng lãnh thổ để chiếm lĩnh những thị trường mới đã thôi thúc chính phủ Hoa Kỳ phải thực hiện kế hoạch bành trướng một cách khéo léo, sao cho không bị dư luận chỉ trích và phản đối quá dữ dội. Lợi dụng thời cơ Napoleon đang sa đà vào những cuộc chiến mở rộng lãnh thổ ở châu Âu, Tổng thống Thomas Jefferson đã thương lượng và mua lại vùng đất Louisiana, vùng đất mà Tây Ban Nha nhượng lại cho Pháp vào năm 1800. Sau đó, Mỹ đã thành công sáp nhập vùng đất này vào năm 1803, làm tăng diện tích của lãnh thổ lên gấp đôi so với trước đây. Sự hăng hái mở rộng lãnh thổ về phía Tây của Mỹ đã dẫn tới hệ quả là sự bùng nổ của một loạt những cuộc chiến với người da đỏ tại đây. Năm 1810, ngay sau khi người da đỏ ở Tây Florida tuyên bố độc lập, Tổng thống Mỹ James Madison đã ra lệnh cho lục quân Hoa Kỳ tiêu diệt nhà nước non trẻ này, rồi sáp nhập Tây Florida vào Liên bang Mỹ. Không chỉ dừng lại ở đó, đến năm 1812, Mỹ đã đánh chiếm được vùng Ohio. Do nhiều bất đồng, cộng với mong muốn mở rộng vùng lãnh thổ Tây Bắc, Mỹ cũng đã tuyên chiến với Anh vào năm 1812, dẫn tới cuộc chiến cam go giữa hai bên. Người Anh với sự giúp đỡ của những thổ dân da đỏ đã đột kích và đốt cháy thủ đô Washington, nhưng sau đó lại bị người Mỹ đánh bật tại thành phố Baltimore vào năm 1814. Cuối cùng, vào đầu năm 1815, với chiến thắng của Andrew Jackson trước quân Anh trong trận New Orleans, Mỹ đã giành thắng lợi hoàn toàn trong trận chiến mà họ tự hào gọi là cuộc đấu tranh giành độc lập lần thứ hai. Tiếp sau đó, vào năm 1816, viện cớ người da đỏ Seminole chứa chấp những nô lệ da đen đang ẩn náu, Mỹ mở một loạt những cuộc tiến công quân sự, rồi sáp nhập lãnh thổ của người Seminole vào Bắc Florida. Những cuộc tiến công này của Mỹ đồng thời cũng buộc Tây Ban Nha phải ký kết Hiệp ước Adam vào năm 1819. Theo Hiệp ước này, Tây Ban Nha sẽ phải nhượng lại vùng đất Florida và nhiều lãnh thổ khác thuộc vùng duyên hải vịnh Mexico cho Hoa Kỳ. Trong lúc Hoa Kỳ đang mải mê với công cuộc mở rộng thị trường và lãnh thổ, thì lúc này, vào năm 1821, người láng giềng Mexico đã giành được độc lập từ tay thực dân Tây Ban Nha. Sự vươn lên mạnh mẽ của Mexico khiến cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Mexico để phân chia quyền lực ở khu vực Bắc Mỹ là không thể tránh khỏi. Những người dân Hoa Kỳ đã đến vùng Texas, một tiểu bang thuộc Mexico, rồi đánh đuổi quân đội và thành lập nước Cộng hòa độc lập vào năm 1836. Trong khi Hoa Kỳ đang bận rộn với việc sáp nhập Texas vào lãnh thổ, thì từ năm 1835, người Seminole thêm một lần nữa nổi dậy với mục đích giành lại Florida, song bị quân Mỹ đàn áp triệt để. Đến năm 1842, chính phủ Mỹ cưỡng ép lưu đày người Seminole qua phía tây Mississippi. Tiếp sau đó, công cuộc sáp nhập Texas cũng hoàn thiện chính thức vào năm 1845. Việc Hoa Kỳ sáp nhập Texas vào lãnh thổ đã dẫn tới cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi với Mexico. Chiến thắng của Hoa Kỳ trong chiến tranh Mexico-Mỹ vào năm 1848 dẫn đến việc Mexico buộc phải ký hòa ước bất bình đẳng Guadalupe Hidalgo. Thêm vào đó, dưới sức ép của Hoa Kỳ, Mexico đã mất tổng cộng gần 3 triệu km vuông lãnh thổ, tương đương với các bang California, một nửa bang New Mexico, hầu hết Arizona, Nevada và một phần của bang Utah và Colorado ngày nay. Như vậy, sau khi giành được độc lập, chỉ sau chưa đầy một thế kỷ, Hoa Kỳ nhờ vào công cuộc công nghiệp hóa đã vươn lên mạnh mẽ để trở thành một đế quốc có tiềm lực kinh tế, quân sự vượt trội hơn hẳn so với Tây Ban Nha hay Anh, những thế lực thực dân thống trị nó trong quá khứ. Tuy nhiên, sự phát triển của Hoa Kỳ không đồng đều mà có sự chênh lệch lớn giữa miền Nam và miền Bắc. Lúc này, các hội đoàn miền Nam Hoa Kỳ trở nên giàu có nhanh chóng nhờ vào việc bóc lột nô lệ trong các đồn điền lớn. Ngược lại, miền Bắc lại phát triển công nghiệp tư bản chủ nghĩa, xây dựng những trang trại nhỏ. Đồng thời, lúc bấy giờ giữa hai miền cũng tồn tại nhiều mâu thuẫn xoay quanh vấn đề bãi bỏ hay tiếp tục chế độ nô lệ. Sau khi Abraham Lincoln đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống và tuyên bố bãi bỏ chế độ nô lệ vào năm 1860, 11 tiểu bang miền Nam đã ngay lập tức phản ứng, ly khai khỏi Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ và thành lập Liên minh miền Nam. Cuộc tấn công của quân đội Liên minh miền Nam vào căn cứ quân sự ở đồn Sumter tại Nam Carolina vào ngày 12 tháng 4 năm 1861 đã làm cho cuộc nội chiến chính thức bùng nổ. Để đáp trả cuộc tấn công ngày 15 tháng 4, Lincoln ra lệnh cho các tiểu bang miền Bắc phái lực lượng 75.000 quân tái chiếm các đồn, bảo vệ thủ đô và giữ vững liên bang, mà theo quan điểm của ông vẫn còn tồn tại. Hai quân đội có các vụ đụng độ lớn đầu tiên trong trận Bull Run, thứ nhất ở quận Prince William, Virginia vào ngày 21 tháng 7. Kết quả của trận chiến là sự thất bại bất ngờ của phe miền Bắc trước Liên minh miền Nam. Tuy nhiên, điều quan trọng là trận đánh đã cho cả hai phía liên bang và liên minh thấy rằng cuộc chiến vẫn tiếp diễn dài hơn và đẫm máu hơn dự kiến ban đầu.
Tại mặt trận miền Tây, phe Liên bang khá thành công với các trận đánh lớn như trận Perryville và trận Silo vào năm 1862, tạo các chiến thắng mang tính chiến lược, đồng thời đập tan các chiến dịch lớn của Liên minh. Trong khi đó, tại mặt trận miền Đông, chiến sự khởi đầu thật tệ đối với phe Liên bang miền Bắc khi quân đội miền Nam giành chiến thắng tại Manassas Junction, trận Bull Run lần thứ hai, nằm ngay bên ngoài Washington. Sau khi tái tổ chức lục quân Potomac, thiếu tướng Mark Glennon thất bại trong việc chiếm thủ đô Richmond, Virginia trong chiến dịch bán đảo và rút lui sau khi bị tấn công bởi tướng mới được bổ nhiệm của Liên minh miền Nam là Robert Lee. Cảm thấy tự tin với lục quân của mình sau khi đánh bại phe Liên bang tại trận Bull Run thứ hai, Robert Lee bắt tay vào một cuộc xâm chiếm miền Bắc nhưng bị chặn đứng bởi tướng Mark Glennon tại trận Antietam đẫm máu vào ngày 17 tháng 9 năm 1862. Dù vậy, sau đó Mark Glennon vẫn bị tước quyền tư lệnh vì từ chối đuổi theo tàn quân của Robert Lee. Tướng Ambrose Burnside, tư lệnh kế tiếp, chịu thất bại thảm hại trước quân đội của Robert Lee tại trận Fredericksburg vào cuối năm 1862, khiến phe miền Bắc một lần nữa phải thay đổi tư lệnh. Robert Lee lại giành chiến thắng tại trận Chancellorsville vào tháng 5 năm 1863, nhưng mất đi vị phụ tá hàng đầu của mình là Stonewall Jackson. Cục diện chiến sự chỉ thực sự xoay chiều kể từ ngày 3 tháng 7 năm 1863, khi phe Liên minh dưới sự chỉ huy của Robert Lee bị đánh bại thảm hại trong trận Gettysburg. Đồng thời, vào ngày 4 tháng 7, các lực lượng liên bang dưới quyền chỉ huy của tướng Ulysses S. Grant giành được kiểm soát sông Mississippi tại trận Vicksburg, khiến lực lượng của phe Liên minh miền Nam bị xé làm đôi. Hai năm cuối cùng của cuộc chiến diễn ra đẫm máu đối với cả hai phía, với việc tướng Grant mở chiến tranh tiêu hao chống lục quân Bắc Virginia của tướng Lee. Chiến tranh tiêu hao này được chia thành 3 chiến dịch lớn. Đầu tiên là chiến dịch Overland vào năm 1864, buộc tướng Lee rút lui vào thành phố Petersburg. Cũng tại thành phố này, trong chiến dịch lớn thứ hai, sau hơn 10 tháng bao vây, Petersburg tuyên bố đầu hàng. Tuy nhiên, quân phòng vệ đồn Gregg cho phép Lee đưa lục quân của mình ra khỏi Petersburg. Tướng Grant chỉ huy quân đội đuổi theo lực lượng của tướng Lee, mở ra chiến dịch lớn thứ ba, chiến dịch Appomattox. Kết quả là tướng Lee phải ra lệnh cho lục quân Bắc Virginia đầu hàng vào ngày 9 tháng 4 năm 1865 tại tòa án quận Appomattox. Những lực lượng lục quân khác của Liên minh miền Nam cũng từng bước đầu hàng theo đó và nội chiến kết thúc. Cuộc nội chiến tuy kéo dài chỉ vỏn vẹn trong 4 năm, song thực sự khốc liệt với con số thương vong lên đến hơn 700.000 người, được lịch sử đánh giá là cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. So với cuộc nội chiến Đức, hay còn gọi là chiến tranh Áo Phổ bùng nổ cùng thời kỳ, thì con số thương vong của Hoa Kỳ theo những tài liệu ước tính là gần gấp đôi. Quả thật là một số liệu biên nói. Sau chiến tranh, Hoa Kỳ bắt tay vào công cuộc khắc phục hậu quả, tái thiết lại đất nước. Từ năm 1863 đến năm 1877, chủ nghĩa nô lệ chấm dứt. Quyền đầu phiếu và pháp lý cho những người tự do, tức là những người Mỹ gốc Phi trước đó từng là nô lệ, cũng được nới rộng. Nhờ đó mà chính phủ quốc gia ngày càng vững chắc hơn. Trong quá trình đó, vào năm 1867, Nga đồng ý bán lại vùng đất Alaska cho Hoa Kỳ. Sau khi thời đại tái thiết kết thúc, Hoa Kỳ đã vươn lên, chính thức trở thành cường quốc về quân sự và kinh tế hàng đầu thế giới. Vị thế này thôi thúc Hoa Kỳ buộc phải có được nhiều lãnh thổ hơn nữa so với hiện tại. Năm 1898, Hoa Kỳ lại khởi xướng cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha nhằm mục đích tranh giành thuộc địa, mở rộng lãnh thổ ra khu vực Thái Bình Dương. Chiến thắng trong cuộc chiến này đã mang lại cho Mỹ quyền sở hữu những vùng đất thuộc địa giàu tài nguyên của Tây Ban Nha như Philippines, Cuba, đảo Guam và Puerto Rico. Quần đảo Hawaii chính thức trở thành một lãnh thổ của đế quốc vào năm 1900 sau nhiều năm Hoa Kỳ cố gắng sáp nhập. Như vậy, việc Hoa Kỳ không ngừng mở rộng lãnh thổ vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 là một minh chứng rõ rệt cho sự vươn lên mạnh mẽ của một đất nước thuộc địa trong quá khứ. Hoa Kỳ đồng thời cũng khiến cho Tây Ban Nha, một cường quốc hàng đầu thế giới ở những thế kỷ trước, lung lay, suy yếu. Bước sang thế kỷ 20, bởi hệ thống lãnh thổ đã được mở rộng, Hoa Kỳ đã được thế giới biết đến với tư cách là một cường quốc công nghiệp đứng đầu. Sự phát triển kinh tế mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực đã dẫn tới một số hệ lụy xấu trong xã hội. Điều này đã dẫn tới sự bất mãn của giới trung lưu đối với các vấn đề như tham nhũng, sự kém hiệu quả của nền chính trị truyền thống. Từ đó kích thích thành một phong trào cấp tiến từ thập niên 1890 đến thập niên 1920. Nói tóm lại, sự vươn lên mạnh mẽ trên tất cả mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và quân sự, đã tạo nền tảng cơ sở cho sự lớn mạnh của Hoa Kỳ về sau trong những cuộc chiến tranh thế giới. Khởi phát là những bang thuộc địa bị khai phá. Hoa Kỳ đã từng bước khẳng định vị trí của mình, khiến những cường quốc châu Âu đã từng thống trị mình phải nể phục.
thậm chí là khiếp sợ. Thật không sai khi khẳng định rằng vai trò của Hoa Kỳ trong hai cuộc chiến tranh thế giới là vô cùng quan trọng, bởi nhờ có sự tham chiến của Hoa Kỳ, cục diện chiến tranh mới từng bước xoay chiều và đế quốc này luôn ở phe giành thắng lợi. Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn là thuật ngữ dùng để chỉ những đế quốc có lãnh thổ rộng lớn, đồng thời có tầm ảnh hưởng không chỉ ở một khu vực riêng biệt mà là trên toàn thế giới. Trong dòng chảy của lịch sử, chắc chắn rằng Anh là đế quốc được gắn liền với thuật ngữ trên. Trong quá khứ, vào thời kỳ Hoàng Kim, Anh được mệnh danh là đế quốc có lãnh thổ rộng lớn nhất của lịch sử nhân loại, trải dài khắp năm châu, nên lẽ dĩ nhiên ánh sáng mặt trời sẽ chẳng bao giờ lụi tắt trên đế quốc này. Hãy theo dõi video của Sử Đồ ngày hôm nay để khám phá hết hành trình vươn mình trở thành đế quốc vĩ đại của Anh. Nền móng của đế quốc Anh đã bắt đầu được xây dựng khi Anh và Scotland vẫn còn là hai vương quốc riêng biệt. Cuộc chiến tranh trăm năm từ năm 1337 đến 1453 với Pháp và dịch bệnh mang tên Cái Chết Đen hoành hành đã tàn phá xứ Anh một cách triệt để vào cuối thế kỷ 14 đến giữa thế kỷ 15. Bởi những rối ren trong xã hội cộng thêm sự cai trị mềm yếu của vua Henry Đệ Lục lúc bấy giờ đã dẫn tới một loạt những cuộc nội chiến tranh giành vương vị nước Anh giữa hai nhánh của vương tộc Plantagenet là nhánh York và nhánh Lancaster từ năm 1455 đến năm 1485. Kết quả cuối cùng của những xung đột đẫm máu mà lịch sử gọi là cuộc chiến hoa hồng này đó là một vương triều mới được hình thành, vương triều Tudor. Sau chiến thắng quyết định ở trận Bosworthfield vào cuối tháng 8 năm 1485, Henry Tudor lên ngôi quốc vương, bắt đầu một thời kỳ lịch sử mới của đế quốc Anh vĩ đại. Henry Đệ Thất sau khi lên ngôi đã thành lập quân đội riêng, đồng thời đàn áp bất cứ lãnh chúa nào có ý định chống đối. Hơn nữa, khi thấy được những thành công của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sau khi thực hiện những cuộc thám hiểm bằng đường biển vào năm 1496, ông đã ủy quyền cho John Carbert dẫn đầu một đoàn thám hiểm tuyến đường tới châu Á thông qua Bắc Đại Tây Dương. Anh lúc này đã trở thành một trong những cường quốc quan trọng ở châu Âu. Đến năm 1509, Henry Đệ Bát lên ngôi và tuyên bố giải thể nhà thờ Thiên Chúa Giáo, ly khai khỏi giáo hội La Mã, rồi thành lập nên một giáo hội riêng của vương quốc theo các đạo luật vào năm 1534. Điều này đã cho thấy vị thế của Anh ngày càng lớn mạnh, dần thoát khỏi sự ảnh hưởng của đế quốc La Mã và gieo mầm cho đế quốc Anh hùng mạnh trong tương lai. Bên cạnh đó, ông đã xây dựng lại lực lượng hải quân Anh và củng cố quyền kiểm soát của Anh đối với xứ Wales theo các đạo luật năm 1535, năm 1542. Thuộc địa hóa Ireland bằng cách đưa những người tin lành từ Anh và Scotland đến Ireland. Đồng thời thành lập một lực lượng hải quân lớn và kế hoạch cho những cuộc thám hiểm lập thuộc địa nhằm thúc đẩy buôn bán. Nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhất lên ngôi vào năm 1558 đã đưa nước Anh quay về với tôn giáo cải cách vốn bị thay đổi dưới thời nữ vương Mary Đệ Nhất, đồng thời cấp phép tiến hành hàng loạt những cuộc thám hiểm đại dương để mở rộng thuộc địa cho nước Anh. Vào thời điểm này, cuộc cải cách tin lành khiến cho Anh và Vương quốc Tây Ban Nha theo Công giáo trở thành kẻ thù của nhau. Năm 1562, Elizabeth Đệ Nhất đã khuyến khích các thuyền trưởng hải tặc như John Hawkins và Francis Drake tiến hành các cuộc tấn công bắt nô lệ chống lại tàu Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ngoài khơi bờ biển Tây Phi, với mục tiêu là thâm nhập vào việc buôn bán nô lệ Đại Tây Dương, song đã bị người Tây Ban Nha đẩy lùi. Năm 1578, nữ vương Elizabeth Đệ Nhất đã ban một giấy phép cho Humphrey Gilbert tiến hành các cuộc khám phá và thám hiểm hải ngoại. Năm 1583, trong chuyến thám hiểm lần này, Humphrey Gilbert đã tới được đảo Newfoundland và tuyên bố chủ quyền cảng của đảo này thuộc về Anh, mặc dù không để bất cứ người nào định cư ở lại. Đến năm 1584, Walter Raleigh được sự cho phép của nữ hoàng đã thiết lập một thuộc địa tại đảo Roanoke tại bờ biển phía bắc Carolina ngày nay. Tuy nhiên do thiếu đồ dự trữ nên việc thuộc địa hóa đã thất bại. Năm 1588, vua Tây Ban Nha là Philip đã tập hợp một hạm đội lớn chưa từng thấy, phối hợp với đảo quân tinh nhuệ của công tước xứ Parma từ Hà Lan tiến đánh vào bờ biển đông nam xâm lược nước Anh. Hạm đội Tây Ban Nha tiến tới Calais và buông neo chuẩn bị cho việc đổ bộ.
Để ngăn chặn nguy cơ đó, người Anh đã dùng những con thuyền chát đầy nhựa cháy và thuốc súng để đánh Nghi Bình. Quân Tây Ban Nha trúng kế phải nhổ nhau bỏ chạy. Thất bại đau đớn với sự tiêu vong của hạm đội hùng mạnh đã khiến Tây Ban Nha từ bỏ hẳn ý định xâm lược nước Anh. Công ty Đông Ấn Anh cũng được thành lập năm 1600 để cạnh tranh với người Hà Lan và người Pháp tại phương Đông. Như vậy, triều đại của nữ hoàng Elizabeth đệ nhất được coi là một trong những triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử Anh quốc, với sự phát triển vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực, đem lại cho hòn đảo sương mù này vị trí số 1 châu Âu lúc bấy giờ. Năm 1603, quốc vương James đệ lục của Scotland trở thành vua của nước Anh, và một năm sau đó, ông đàm phán với người Tây Ban Nha ký vào Hiệp ước London, chấm dứt tình trạng thù địch bấy lâu nay. Để thâu tóm mọi quyền lực, vua James đã cố tình phớt lờ vai trò của nghị viện, vốn mang tính truyền thống ở Anh. Hậu quả là khiến cho đất nước đứng trước nguy cơ của một cuộc nội chiến. Charles đệ nhất lên ngôi năm 1625, ngay lập tức đã xung đột gay gắt với nghị viện. Bị phản đối vì những hành vi chuyên quyền, ông này đã giải tán nghị viện. Do mâu thuẫn về lập trường chính trị, tôn giáo và xã hội, nội chiến Anh bùng phát giữa những người ủng hộ quốc hội và những người ủng hộ quốc vương Charles đệ nhất. Cuộc nội chiến này là một phần nhỏ trong hàng loạt các xung đột chằng chịt từ năm 1639 đến năm 1653 diễn ra tại Vương quốc Anh, Vương quốc Ireland và Vương quốc Scotland. Trong giai đoạn này, công cuộc thuộc địa hóa Bắc Mỹ và các đảo nhỏ vùng Caribe được tiến hành từ những năm đầu thế kỷ 17 cũng đạt được một số kết quả nhất định. Khu định cư lâu dài đầu tiên của người Anh tại châu Mỹ được thành lập tại Jamestown vào năm 1607 dưới sự quản lý của công ty Virginia. Nước Anh tiếp đó tiến hành xâm chiếm và tuyên bố chủ quyền đối với Bermuda. Đặc quyền của công ty Virginia bị thu hồi vào năm 1624 và vùng đất Virginia nằm dưới sự cai quản trực tiếp của nhà vua. Tiếp theo sau đó, thuộc địa Virginia được thành lập. Những khu tái định cư lần lượt được thiết lập thành công tại St. Kitts vào năm 1624, Barbados năm 1627 và Nevis vào năm 1628. Maryland được thành lập vào năm 1634 để làm nơi cư trú cho giáo dân Công giáo La Mã. Và sau đó là Rhode Island năm 1636, Connecticut năm 1639. Đến năm 1649, vua Charles bị bắt và bị đem ra xét xử vì âm mưu phục hồi chính quyền truyền chế cũ. Đế quốc Anh trở thành một nước cộng hòa dưới sự lãnh đạo của bảo hộ công Cromwell. Nhưng đến năm 1653, quân đội của vị bảo hộ đầy tham vọng này lại làm một cuộc chính biến, đuổi các nghị sĩ, giải tán nghị viện. Chế độ độc tài Cromwell thành lập thay thế cho nền cộng hòa ngắn ngủi. Để đảm bảo rằng nguồn lợi nhuận đang ngày càng tăng lên của hoạt động thương mại hàng hải vẫn nằm trong tay người Anh, năm 1651, quốc hội ra sắc lệnh rằng chỉ có tàu Anh mới được phép qua lại để giao dịch trong các thuộc địa của Anh. Năm 1655, Anh sáp nhập hòn đảo Jamaica từ tay của người Tây Ban Nha. Trong quá trình thuộc địa hóa, những mâu thuẫn giữa Anh và Hà Lan đã dẫn tới những cuộc chiến tranh. Sự thù địch này chỉ tạm thời dừng lại khi vua James đệ nhị bị Liên minh Quốc hội Anh và quân viễn chinh Hà Lan do Tổng đốc William sứ Orange lãnh đạo lật đổ vào năm 1688. Hòa bình giữa Anh và Hà Lan đã tạo điều kiện để hai quốc gia bước vào chiến tranh 9 năm với tư cách là đồng minh. Tuy nhiên, xung đột tại châu Âu giữa các đế quốc đã dẫn đến kết quả là Anh dần trở thành một thế lực thực dân mạnh hơn Hà Lan. Năm 1701, Bồ Đào Nha, Anh và Hà Lan đứng về phía đế quốc La Mã Thần Thánh chống lại Tây Ban Nha, Pháp trong cuộc chiến tranh kế vị Tây Ban Nha kéo dài cho đến tận năm 1714. Đế quốc Anh đã xác nhập nhiều lãnh thổ như Newfoundland và Acadia từ tay người Pháp, Gibraltar và Minorca từ Tây Ban Nha. Gibraltar đã trở thành một căn cứ hải quân trọng yếu và cho phép Anh kiểm soát điểm ra vào Địa Trung Hải. Cuộc chiến tranh 7 năm kéo dài từ năm 1756 của nhiều cường quốc châu Âu đã kết thúc vào năm 1763 với chiến thắng thuộc về Liên minh Anh-Phổ. Sự kiện ký kết Hiệp định Paris năm 1763 đã đem lại những hệ quả quan trọng cho tương lai của đế quốc Anh. Tại Bắc Mỹ, Pháp phải công nhận yêu sách của Anh đối với vùng đất Rupert và nhượng lại Tân Pháp cho Anh. Tây Ban Nha nhượng lại vùng đất Florida cho Anh. Cùng với chiến thắng trước người Pháp tại Ấn Độ, cuộc chiến tranh 7 năm đã giúp nước Anh trở thành cường quốc hàng hải hùng mạnh nhất thế giới. Trong các thập niên 1760 và 1770, các quan hệ giữa 13 thuộc địa và Anh trở nên căng thẳng hơn.
Nhằm đối phó với tình hình đó, Anh phái binh sĩ đi tái lập quyền cai trị trực tiếp, dẫn đến bùng nổ chiến tranh vào năm 1775. Sang năm 1776, Hợp Trục Quốc tuyên bố độc lập. Sau một thất bại quyết định tại Yorktown vào năm 1781, Anh bắt đầu thương lượng các điều khoản hòa bình và công nhận nền độc lập của Hoa Kỳ vào năm 1783. Năm 1770, James Cook phát hiện bờ biển phía đông của Úc trong một chuyến hành trình đến khu vực Nam Thái Bình Dương và tuyên bố rằng lục địa này thuộc về nước Anh. Ông ta đặt tên cho khu vực này là New South Wales. Trong chuyến hành trình của mình, James Cook cũng đã đặt chân đến New Zealand và sau đó tuyên bố chủ quyền ở vùng đất này. Cũng trong thời gian này, cuộc cách mạng công nghiệp với tốc độ lớn diễn ra tại Anh đã tạo ra bước ngoặt cho phát triển sản xuất. Những phát minh quan trọng nâng cao năng suất lao động liên tiếp ra đời như máy kéo sợi, máy dệt, máy hơi nước, v.v. Lửa của than đá đã thắp sáng cả bầu trời đêm khi người ta sử dụng máy hơi nước. Tuy nhiên, đến đầu thế kỷ 19, người dân xứ đảo lại phải đứng trước một nguy cơ xâm lăng mới của quân đội Pháp do Napoleon thống lĩnh. Hải quân Hoàng gia Anh phong tỏa các cảng của Pháp và giành được một chiến thắng quyết định trước một hạm đội Pháp Tây Ban Nha tại Trafalgar năm 1805. Cuối năm 1810 đến năm 1815, chiến thắng của quận công Wellington trong trận Waterloo kết thúc hoàn toàn âm mưu xâm lược Anh của Pháp. Theo những bản hòa ước được ký kết, Pháp phải nhượng lại Malta, Mauritius, Saint Lucia và Tobago. Tây Ban Nha nhượng Trinidad, Hà Lan nhượng Guyana và thuộc địa Cape cho Anh. Công ty Đông Ấn Anh tiến hành mở rộng lãnh thổ của đế quốc Anh tại châu Á. Quân đội của công ty gia nhập lực lượng hải quân Hoàng gia chiếm Java từ Hà Lan vào năm 1811, thu nhận Singapore vào năm 1819 và Malacca vào năm 1824, cùng với việc đánh chiếm Miến Điện vào năm 1826. Cũng trong thế kỷ 19, đế quốc Anh và đế quốc Nga, vốn đang cố gắng mở rộng quyền lực đến khu vực Trung Á, đã canh đua với nhau để lấp đầy các khoảng trống quyền lực bắt đầu từ việc đế quốc Ottoman, vương triều Qajar và Đại Thành suy sụp. Lo ngại về ưu thế của Nga tại địa Trung Hải và Trung Đông đã khiến Anh và Pháp xâm chiếm bán đảo Crimea để tiêu diệt năng lực hải quân của Nga. Tình hình tại Trung Á vẫn chưa thể được giải quyết một cách ổn thỏa trong hai thập niên tiếp theo. Sau khi Anh sáp nhập Baluchistan vào năm 1876 và Nga sáp nhập Kyrgyzstan, Kazakhstan và Turkmenistan. Năm 1878, đế quốc Ottoman đã chuyển giao đảo Sip cho Anh và đổi lại họ sẽ nhận được viện trợ nếu bị người Nga tấn công. Người Anh tiếp tục chinh phục Ai Cập nhằm bảo vệ kênh đào Suez và tuyến đường sang Ấn Độ vào năm 1883. Sau cuộc nổi dậy ở miền Nam Ai Cập do một thủ lãnh tôn giáo là Mahdi lãnh đạo, Anh tiến vào đánh chiếm Sudan vào năm 1898. Như vậy, đế quốc Anh đã mở rộng tầm ảnh hưởng tới các thuộc địa sâu trong lục địa ở Trung và Nam Mỹ, tới cả Trung Quốc dưới thời nữ hoàng Victoria trị vì từ năm 1837 đến năm 1901. Các thuộc địa ở vùng Caribe, Châu Phi, Châu Á, Úc Á, khu vực Thái Bình Dương chịu sự cai trị từ London và thống nhất dưới vương triều Anh. Các hải cảng chiến lược như Gibraltar, Hồng Kông, Singapore và Aden đều rơi vào tay người Anh. Các tuyến đường buôn bán trọng yếu như Cape ở Nam Phi, từ Anh tới Ấn Độ, tuyến kênh đào Suez Ai Cập tới các đồn điền trồng cây gia vị và cao su ở Đông Nam Á cũng do Anh kiểm soát. Đầu thế kỷ 20, Anh có một lực lượng hải quân vô địch thế giới, trở thành chúa tể của biển khơi cùng một hệ thống thuộc địa rộng khắp gồm Canada, Australia, phần lớn châu Phi, vùng Caribe, Viễn Đông. Mặt trời không bao giờ lặn trên đất nước Anh là một câu nói tưởng như không thể tin nổi, nhưng lại thể hiện chính xác nhất sự mênh mông bất tận của thuộc địa Anh lúc bấy giờ. Tuy nhiên, sự vươn lên của các cường quốc khác với tham vọng bá chủ đã khiến Anh bị cuốn vào vòng xoáy của hai cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và thứ hai. Thế chiến thứ nhất đã mang lại thắng lợi cho Anh, song trên thực tế thiệt hại là không thể tưởng tượng nổi với nền kinh tế suy thoái, ngân sách trống rỗng, những thành phố bị tàn phá nặng nề. Năm 1919, nền độc lập của Ireland đã tuyên bố ở Dublin. Quân đội Cộng hòa Ireland đồng thời bắt đầu một chiến tranh du kích chống chính quyền Anh. Chiến tranh Anh-Ireland kết thúc vào năm 1921 trong bế tắc và hai bên ký kết hiệp định Anh-Ireland thiết lập quốc gia tự do Ireland, một quốc gia tự trị nằm trong đế quốc Anh với nền độc lập tự chủ thật sự, song vẫn có liên kết về hiến pháp với quân chủ Anh. Chưa kịp khắc phục hậu quả chiến tranh, Anh tiếp tục bước vào cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Lần này tiềm lực của đế quốc hùng mạnh trong quá khứ đã không còn,
Anh thất bại liên tiếp trên nhiều mặt trận ngay từ buổi đầu cuộc chiến. Tuy sau đó với sự can thiệp của Mỹ, phe đồng minh gồm Anh đã đánh bại phe phát xít. Song thực tế, Anh mất hầu như toàn bộ lục địa của mình ở Đông Nam Á vào tay quân Nhật trong chiến tranh. Từ sau năm 1945, đế quốc Anh bắt đầu suy tàn khi phong trào giải phóng thuộc địa dâng cao trên khắp thế giới. Anh phải trao trả độc lập cho Ấn Độ, thuộc địa giàu có nhất của mình vào năm 1947. Sau đó các thuộc địa còn lại của Anh cũng dần dần giành được độc lập, đánh dấu sự kết thúc của đế quốc Hoàng Kim. Ngày nay, tuy mặt trời đã không còn chiếu sáng mãi mãi trên lãnh thổ của đế quốc Anh nữa, song ngôn ngữ và văn hóa nước Anh vẫn đang chiếu sáng khắp Nam Châu. Anh Quốc vẫn là một trong những nước Tây Âu có nền kinh tế phát triển hàng đầu và có sức ảnh hưởng không nhỏ đối với thế giới trên nhiều lĩnh vực. Xuyên suốt dòng chảy của lịch sử nhân loại, bản đồ thế giới đã không ít lần thay đổi bởi sự hưng thịnh rồi sụp đổ của những đế chế lớn nhỏ. Những đế chế vang danh một thời rồi biến mất, hoặc thay tên đổi họ thành những quốc gia mới, đã tạo nên diện mạo hoàn chỉnh của bản đồ thế giới hiện nay. Trong đó, Vương quốc Phổ mà ngày nay được chúng ta biết đến với cái tên Cộng hòa Liên bang Đức là một ví dụ tiêu biểu cho sự thay đổi của hệ thống thế giới. Những nhà sử gia cũng không thể phủ nhận được lịch sử Vương quốc Phổ cũng chính là lịch sử nước Đức thời Trung cận đại với những giá trị tinh thần lớn lao. Năm 1525, Đại trưởng lão Albert Brandenburg Ansbach của nhà Hohenzollern, chủ nhân của lãnh địa Brandenburg về phía Tây, đã cải theo đạo Tin Lành và nhập các lãnh địa còn lại của dòng tu vào Công quốc Phổ. Đây là khu vực nằm phía đông cửa sông Vistula, về sau được gọi là lãnh thổ Phổ gốc. Đến năm 1618, Phổ vẫn là một vùng đất tự phong thuộc Ba Lan, song đã được sáp nhập với lãnh địa Brandenburg. Vùng lãnh địa này được gọi là Brandenburg Phổ, bao gồm nhiều mảnh lãnh địa nằm rải rác trong Phổ, Brandenburg, cũng như các lãnh địa Cleves và Mark trong vùng Rhineland. Trong suốt cuộc chiến tranh 30 năm, những lãnh địa rời rạc của nhà Hohenzollern bị nhiều đoàn quân viễn chinh khác nhau dày xéo, khiến bá tước Giorgio William phải chạy trốn khỏi Berlin sang Königsberg, kinh đô truyền thống của Đại Công quốc Phổ vào năm 1637. Sau đó, Friedrich Wilhelm đệ nhất đã tiến hành cải cách quân đội để bảo vệ lãnh thổ, đồng thời lợi dụng sự đối đầu gay gắt giữa Ba Lan và Thụy Điển để giành được quyền tự chủ cho Phổ trong Hòa ước Wehlau vào năm 1657. Đến năm 1675, ông đánh tan tác quân Thụy Điển trong trận Fehrberlin, giúp cho quân đội Phổ giành chiến thắng trong chiến dịch chống lại quốc gia này, đồng thời biến Brandenburg Phổ trở thành một liệt cường về quân sự ở châu Âu lúc bấy giờ. Friedrich đệ tam, con trai của Friedrich Wilhelm, sau khi trở thành tuyển hầu xứ Brandenburg và công tước xứ Phổ, đã thuyết phục hoàng đế Leopold của thánh chế La Mã thần thánh lúc bấy giờ công nhận nền độc lập chính thức của Vương quốc Phổ. Yêu cầu này đã được đồng ý, đổi lại cho việc Friedrich phải liên minh với Áo tiến đánh quân Thổ Nhĩ Kỳ và quân của vua Pháp Louis XIV trong chiến tranh kế vị Tây Ban Nha. Đến ngày 18 tháng 1 năm 1701, Friedrich đệ tam tự xưng là đức vua của Phổ, mở ra thời kỳ phát triển của Phổ với tư cách là một vương quốc độc lập. Sau khi trở thành vua, Friedrich tiến hành xây dựng quân đội Phổ lớn mạnh với gồm 40.000 binh sĩ. Ông cho quân tham chiến với liên quân chống Pháp trong cuộc chiến tranh kế vị Tây Ban Nha đúng như lời hứa với Leopold. Cuộc chiến này có tầm quan trọng quyết định đối với sự trỗi dậy của truyền thống quân sự của dân tộc Phổ về sau. Friedrich Wilhelm đệ nhất sau khi lên ngôi vào năm 1713 đã thực hiện những cải cách về bộ máy chính phủ và tích cực đầu tư vào lực lượng quân đội, biến lực lượng bộ binh của chế độ quân chủ nước Phổ non trẻ trở thành lực lượng bộ binh hùng cường nhất châu Âu lúc bấy giờ. Cuối cuộc đại chiến Bắc Âu từ năm 1700 đến 1720, ông tham chiến trong liên minh chống Thụy Điển và chiếm được xứ Stettin. Đồng thời vào năm 1720, ông cũng giành được vùng đất Tây Pomerania cho đến tận sông Pini từ tay Thụy Điển. Khi cuộc chiến tranh kế vị Ba Lan bùng nổ, Friedrich Wilhelm đệ nhất đã phái một đạo quân đến liên minh với quân Áo và cuộc chiến tranh kết thúc với thất bại của quân Pháp. Năm 1742, ông thống lĩnh quân đội Phổ tiến đánh Silesia, vùng đất Hohenzollern tranh chấp với nhà Habsburg đang cai trị đế quốc Áo và nhanh chóng chiếm được vùng đất này. Sau đó quân Phổ còn bảo vệ tỉnh này với những trận đại thắng tại Hohenfreiburg, Schur hay Hennersdorf vào năm 1745 trước quân Áo và quân Sachsen. Trong cuộc chiến tranh 7 năm từ năm 1756 đến 1763,
quân phổ dưới sự chỉ huy của Frederick Wilhelm đệ nhất kiên quyết không nhượng bộ tỉnh Silesia, liên tục đánh thắng quân Sachsen tại Pina vào năm 1756, đánh thắng quân Áo tại Lobosice vào năm 1756 và Praha vào năm 1757, đánh thắng liên quân Pháp Áo tại Rosbach vào năm 1757, đánh thắng quân Áo tại Leuthen vào năm 1757, đánh thắng quân Nga tại Zondorf vào năm 1758, đánh thắng liên quân Nga Áo tại Liegnitz, giữ vững được kinh đô Berlin, đánh thắng quân Áo tại Torgau vào năm 1760, rồi Böckerdorf và Schwenitz vào năm 1762. Trong đó, chiến thắng tại Rosbach đã được ghi danh vào lịch sử. Dân tộc Đức đã giành chiến thắng trước Pháp một cách vẻ vang. Đến năm 1762, khi liên quân chống phổ đã kiệt quệ, chẳng còn đủ sức chiến đấu, Hiệp định Hubertusburg được ký kết vào năm 1763 đã giúp phổ không chỉ giữ vững được nền hòa bình của vương quốc mà còn phá vỡ thế bá chủ của Pháp, trở thành một cường quốc vĩ đại ở châu Âu lúc bấy giờ. Hơn nữa, theo hiệp định, phổ sẽ sở hữu vùng đất Silesia màu mỡ vốn thuộc Áo, nên đã trở nên giàu có và đông đúc hơn bao giờ hết. Vào năm 1764, với sự phó tá đắc lực của Hoàng đệ Henrik, một nhà ngoại giao tài ba, Frederick Đại Đế liên minh với nước Nga. Đây là liên minh lâu dài nhất trong lịch sử nền quân chủ phổ, giúp nước phổ hùng mạnh thoát khỏi tình trạng cô lập sau cuộc chiến tranh 7 năm. Tiếp đó, vào năm 1772, ông còn tham dự vào cuộc phân chia Ba Lan lần thứ nhất cùng với Áo và Nga để giành thêm lãnh thổ. Đồng thời cũng vào năm này, Frederick Đại Đế xưng hiệu Đức Vua của Phổ vào năm 1772, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công cuộc giành độc lập của người Phổ khỏi đế quốc La Mã thần thánh. Giờ đây, với tư cách là bá chủ của vùng Tây Phổ, Frederick đệ nhị Đại Đế đã mở rộng được những vùng biên cương chiến lược của đất nước. Tuy cuộc chia cắt Ba Lan lần thứ nhất mang lại thất bại thảm hại cho đế quốc Áo, nhưng vào năm 1778, Joseph đệ nhị, ông vua tham vọng của đế quốc này, lại toan tính chiếm xứ Bayern. Nhưng vua Frederick đệ nhị Đại Đế đưa đại quân Phổ đánh Áo và đẩy lùi tham vọng của vua Áo sau cuộc chiến tranh kế vị Bayern từ 1778 đến 1779 ngắn ngủi. Vào năm 1785, vua Joseph đệ nhị lại liên minh với đế quốc Nga nhằm chống lại vua Frederick đệ nhị Đại Đế, và nhà vua nước Phổ đã giành thắng lợi với việc thiết lập liên minh các vương hầu với các vương hầu hùng cường trên đất Đức. Liên minh này không những đập tan tham vọng của Áo mà còn khiến cho đế quốc La Mã thần thánh suy yếu. Như vậy, vương quốc Phổ dưới thời đại Frederick đệ nhị Đại Đế đã thực sự ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ cường quốc thế giới lúc bấy giờ với lực lượng quân đội hùng mạnh và lãnh thổ rộng lớn. Frederick Wilhelm đệ nhị lên ngôi vào năm 1786 đã ngay lập tức thực hiện những chính sách không phù hợp với tình hình vương quốc, để đám sùng thần lũng đoạn triều đình khiến vương quốc Phổ hùng cường dần suy yếu. Tuy nhiên, ông cũng sáp nhập thêm một phần Ba Lan qua các cuộc phân chia của Ba Lan sau đó và mở rộng bờ cõi của vương quốc đáng kể. Nước Phổ đóng vai trò chủ đạo trong chiến tranh cách mạng Pháp. Tuy nhiên, sau Hòa ước Basel vào năm 1795, Phổ im hơi lặng tiếng trong hơn một thập kỷ. Chỉ tham chiến một lần nữa với Pháp vào năm 1806 sau khi thương lượng với Pháp về vùng ảnh hưởng của Phổ ở Đức đổ vỡ. Trong trận Jena, Auerstedt vào năm 1806, quân đội Phổ bị quân Pháp của Napoleon Bonaparte đánh bại nặng nề, khiến cho vua Frederick Wilhelm đệ tam và hoàng gia phải chạy sang Mermel lánh nạn tạm thời. Năm 1807, quân Pháp đánh bại quân đội Nga trong trận Friedland, buộc Nga hoàng Alexander đệ nhất phải làm hòa, đồng thời đặt dấu chấm hết cho liên minh Nga Phổ. Với thất bại của quân đội Nga tại Friedland, theo hiệp ước Tilsit năm 1807, vương quốc Phổ mất đi khoảng một nửa lãnh thổ, đặc biệt là các khu vực chiếm được từ các cuộc phân chia Ba Lan thứ hai và thứ ba. Các vùng này giờ thuộc về Đại Công quốc Warsaw. Năm 1807, quân Phổ bị Pháp vây hãm tại pháo đài Kronberg. Song dưới sự chỉ huy của tướng August Neihardt von Gneisenau, nhân dân Phổ đã chống trả quyết liệt và giành được thắng lợi vẻ vang. Sau khi Napoleon thất bại ở Nga vào năm 1812, nước Phổ rút khỏi liên minh với Pháp và tham gia vào liên minh thứ 6 trong cuộc chiến tranh giải phóng chống lại sự chiếm đóng của Pháp. Năm 1813, dù quân chiến đấu dũng cảm, song quân Phổ vẫn thất bại trước đội quân của Napoleon trong trận Bautzen. Tuy nhiên, ngay sau đó, quân Phổ đã giành chiến thắng trong trận Leipzig cùng năm. Sang năm 1814, quân đội Phổ còn tiến đánh kinh thành Paris của Pháp, giành chiến thắng và buộc Napoleon phải thoái vị. Đến năm 1815, quân đội Phổ dưới sự chỉ huy của thống chế Gerhard Leberecht von Blücher đã góp phần không nhỏ trong chiến thắng quyết định ở Waterloo,
đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của Napoleon. Nhưng chiến thắng của quân Phổ trước quân đội Napoleon đã tái khẳng định vị thế của Phổ ở châu Âu, đồng thời giúp vương quốc thu lại những vùng lãnh thổ đã mất, cũng như được thêm toàn bộ vùng Vinland, Westphalia và một số vùng đất khác. Nửa đầu của thế kỷ thứ 19 lịch sử chứng kiến các cuộc đấu tranh dai dẳng trong nước Đức giữa những người theo chủ nghĩa tự do muốn có một liên bang Đức thống nhất dưới một hiến pháp dân chủ và những người theo chủ nghĩa bảo thủ muốn duy trì nước Đức như là một tập hợp chắp vá bởi các tiểu quốc quân chủ độc lập, với Phổ và Áo tranh giành ảnh hưởng. Do Phổ có ưu thế về lãnh thổ và dân số, nên các tiểu quốc Đức bắt đầu gia nhập vùng tự do kinh tế do Phổ lập ra vào năm 1820. Dưới sức ép của nhân dân, Friedrich Wilhelm đệ tứ, sau khi lên ngôi vào năm 1840, đã đồng ý triệu tập quốc hội và thông qua một bản hiến pháp vào năm 1849. Năm 1850, Liên minh Đức được tái thành lập. Xung đột hiến pháp Phổ bắt đầu vào năm 1859, dẫn đến việc bổ nhiệm Otto von Bismarck vào cương vị Thủ tướng Phổ vào năm 1862. Sau khi tổ chức chính trị được phép thành lập vào năm 1860, nhiều đảng phái và công đoàn đã thành hình. Năm 1863, Ferdinand Lassalle thành lập Liên hiệp Công nhân Đức Phổ Thông, đảng mà cuối cùng đã hòa nhập vào Đảng Dân Chủ Xã hội Đức và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Năm 1864, cuộc chiến tranh của Phổ và Áo chống lại Đan Mạch bùng nổ do Đan Mạch xâm chiếm Schleswig. Với sự đồng ý của các thế lực lớn châu Âu, hai quốc gia Đức tái chiếm lĩnh các công quốc Holstein và Schleswig. Phổ giành phần thắng lợi trong cuộc chiến tranh chống lại nước Áo tiếp theo đấy vào năm 1866. Thêm vào đó, Liên minh Bắc Đức dưới sự lãnh đạo của Phổ được thành lập. Vì thế, nước Áo ly khai ra khỏi Đức. Nền độc lập của Bayern, Württemberg và Baden được công nhận dưới áp lực của Pháp. Tiếp theo đấy là căng thẳng giữa Pháp và Phổ. Leopold của Hohenzollern, Sigmaringen, ứng cử ngai vàng Tây Ban Nha là nguyên cớ cho cuộc chiến tranh Đức-Pháp từ 1870 đến 1871. Napoleon đệ tam khiêu khích cuộc chiến bằng cách đòi các vùng đất ở sông Rhin. Phản ứng với bức điện báo Ems sau khi Pháp tuyên chiến, Phổ đã có thể lôi kéo tất cả các quốc gia Đức và các thế lực lớn còn lại của châu Âu về phía mình. Nước Pháp của Napoleon đệ tam bị bắt buộc phải đầu hàng qua chiến thắng của Phổ ở Sedan. Sau đấy, một chính phủ Cộng hòa được thành lập tại Paris, phủ nhận các yêu sách của Phổ. Cuộc chiến vì thế mà lại được tiếp tục và chỉ thực sự chấm dứt vào năm 1871 khi mà Pháp đầu hàng. Nhờ vào một số nhân nhượng, Bismarck đã có thể thúc đẩy được các quốc gia Nam Đức gia nhập Liên minh Bắc Đức. Lễ thành lập đế chế Đức được tiến hành vào ngày 18 tháng 1 năm 1871 trong đại sảnh gương của lâu đài Versailles. Vua Phổ nhận danh hiệu Hoàng đế Đức. Wilhelm đệ nhị sau khi lên ngôi vào năm 1888 đã bãi nhiệm Bismarck, người kiến tạo nên các liên minh, rồi bắt tay vào một kế hoạch quân sự đầy phiêu lưu khiến cho nước Đức trở nên cô lập. Việc Hoàng đế Wilhelm đánh giá sai cuộc xung đột với Serbia và sự tổng động viên gấp rút của các quốc gia châu Âu đã dẫn đến thảm họa chiến tranh thế giới thứ nhất. Để rút khỏi chiến tranh, những người Bolshevik Nga phải chấp nhận cái giá mất một phần lãnh thổ miền Tây của đế quốc Nga, trong đó có một vài vùng giáp danh với Phổ, cho nước Đức theo hòa ước Brest-Litovsk vào năm 1918. Cuộc cách mạng Đức bùng nổ vào năm 1918 đã buộc Wilhelm đệ nhị phải tuyên bố thoái vị. Phổ được tuyên bố là một nước tự do độc lập thuộc Cộng hòa Weimar, vừa được thành lập và thiết lập hiến pháp dân chủ vào năm 1920. Khác hẳn với hình ảnh quân phiệt trong Thế chiến thứ nhất, Phổ trở thành trụ cột của nền Cộng hòa Weimar. Tuy nhiên, đến ngày 30 tháng 1 năm 1933, Tổng thống đế chế Paul von Hindenburg bổ nhiệm Adolf Hitler vào cương vị Thủ tướng đế chế, đánh dấu sự kết thúc của Cộng hòa Weimar và bắt đầu chế độ độc tài của chủ nghĩa xã hội quốc gia, một biến thể của chủ nghĩa phát xít. Hindenburg tuyên bố giải thể quốc hội đế chế và tổ chức bầu cử mới. Năm 1934, nền tư pháp đã bị đồng bộ hóa. Sau cái được cho là vụ đảo chính Rome, Hitler cũng đã bóp nghẹt tất cả các phe đối lập có thể có ngay trong nội bộ của Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa bằng nhiều cuộc ám sát mang tính chính trị. Đến ngày 2 tháng 8 năm 1934, sau cái chết của Hindenburg, Hitler cũng đã được bổ nhiệm vào cương vị lãnh tụ, thủ tướng đế chế, tổng chỉ huy quân đội và nắm toàn quyền Phổ. Theo luật đại Hamburg, một số vùng lãnh thổ được chuyển đổi và Phổ được mở rộng vào ngày 1 tháng 4 năm 1937 bằng việc sáp nhập thành phố tự do Hansetic Lübeck. Các vùng đất của Phổ chuyển giao cho Ba Lan sau hòa ước Versailles được sáp nhập trở lại trong chiến tranh thế giới thứ hai từ 1939 đến 1945.
Tuy vậy, đa số các vùng này không được nhập lại vào Phổ mà được gán cho một vùng Gers riêng của nước Đức Quốc xã. Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc với sự kiện Nhật đầu hàng quân đồng minh vào ngày 15 tháng 8 năm 1945 đã đồng thời đặt dấu chấm hết cho Đảng Quốc gia Xã hội Đức. Theo quyết định của các cường quốc đồng minh tại hội nghị Yalta, hội nghị phân chia thành quả của những nước thắng lợi, thì các vùng phía đông của đường biên Oder-Neisse bao gồm Silesia, ngoại Pomerania, Đông Brandenburg và Nam Đông Phổ rơi vào tay Ba Lan. 1/3 phía bắc của Đông Phổ bao gồm cả Königsberg, nay là Kaliningrad, về Liên bang Xô Viết. Theo quyết định của Hội đồng cai quản quân đồng minh vào ngày 25 tháng 2 năm 1947, những phần còn lại của Vương quốc Phổ chính thức bị giải thể. Sự kiện này đã đặt dấu chấm hết cho vai trò của đế quốc Phổ trong lịch sử nhân loại. Tuy đã vĩnh viễn bị xóa tên trên bản đồ thế giới, song những giá trị văn hóa, lịch sử của đế quốc Phổ trong quá khứ chính là nền tảng thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Đức như hiện tại. Do vậy, vị thế của đế quốc này đối với nước Đức bây giờ nói riêng và đối với lịch sử thế giới nói chung là không thể phủ nhận. Trong tiến trình phát triển của lịch sử, nhân loại đã nhiều lần chứng kiến sự thay đổi liên tục của bản đồ thế giới với sự hình thành và sụp đổ của hàng loạt những đế quốc lớn nhỏ. Suốt hơn một tháng vừa qua, Sử Đồ đã cùng với quý khán giả ngược dòng thời gian trở về quá khứ, tìm hiểu về quá trình khởi tạo rồi tan rã của không ít đế quốc. Trong chuyến du hành thời gian ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về Bồ Đào Nha, đế quốc hình thành sớm nhất, đồng thời cũng tồn tại lâu đời nhất trong lịch sử châu Âu. Trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ cho chúng mình nhé. Sự ra đời của đế quốc. Trên lãnh thổ Bồ Đào Nha ngày nay, con người đã có mặt và sinh sống từ thời tiên sử thành những xã hội có tổ chức, song vẫn không có một nhà nước nào hình thành trong thời gian này. Tiếp đó, công cuộc xâm chiếm bán đảo Iberia đã biến lãnh thổ Bồ Đào Nha trở thành tỉnh Lusitania của người La Mã suốt một thời gian dài sau công nguyên. Đến thế kỷ thứ 5, khi đế chế La Mã sụp đổ, tưởng chừng Bồ Đào Nha sẽ giành lại độc lập để mở đường cho sự ra đời của một vương quốc mới. Nhưng không, những bộ tộc người German đã nhanh chóng tràn vào xâm chiếm. Sang thế kỷ thứ 8, người Mo theo đạo Hồi từ Bắc Phi mở cuộc chinh phục Lusitania, rồi chiếm được gần hết bán đảo Iberia, thu phục các tiểu vương quốc German. Trong giai đoạn được lịch sử gọi là Reconquista, tái chinh phục, các thế lực cơ đốc giáo tái chinh phục bán đảo Iberia từ người Mo. Năm 1249, Reconquista kết thúc khi người Bồ Đào Nha chiếm lĩnh Algarve và hoàn thành trục xuất các khu định cư cuối cùng của người Moor trên bờ biển miền Nam, hình thành hầu hết biên giới hiện tại của Bồ Đào Nha. Tuy một vương quốc độc lập đã ra đời, song Bồ Đào Nha vẫn luôn bị đe dọa bởi người láng giềng Castilla, cho đến tận khi Hòa ước Aalen được ký kết vào năm 1411. Nhận thấy những thuận lợi vì được giải thoát khỏi các mối đe dọa xung quanh, đồng thời không bị thách thức bởi các cuộc chiến tranh ở châu Âu, nhà Avis nắm quyền cai trị Bồ Đào Nha lúc này đã hướng sự chú ý về hoạt động hàng hải và công cuộc khai phá những vùng đất của người Hồi ở Bắc Phi. Năm 1415, người Bồ Đào Nha mở cuộc tấn công lên Ceuta, một trung tâm mậu dịch mang tính chiến lược dọc biển Địa Trung Hải của người Hồi giáo Bắc Phi. Cuộc xâm chiếm nhanh chóng giành thắng lợi và Ceuta đã trở thành thuộc địa đầu tiên của Bồ Đào Nha bên ngoài bán đảo Iberia. Tuy không thể biến Ceuta thành bàn đạp để tiến sâu vào lục địa Bắc Phi, song sự kiện này đã đánh dấu sự ra đời của đế quốc Bồ Đào Nha trên bản đồ thế giới. Quá trình bành trướng và phát triển của đế quốc. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vẫn luôn được lịch sử vinh danh là hai quốc gia tiên phong trong những cuộc phát kiến địa lý vĩ đại của nhân loại. Song lúc Tây Ban Nha đang chật vật với công cuộc giải phóng khỏi người Hồi giáo, thì Bồ Đào Nha đã bắt đầu bước vào thời đại khám phá thế giới của mình. Mặc dù thất bại trong việc biến Ceuta thành bàn đạp tiến vào lục địa, song Henrique, con trai của vua Bồ Đào Nha, vẫn tiếp tục khuyến khích vua cha thực hiện những chuyến thám hiểm mới. Dưới sự dẫn dắt của Henrique, người Bồ Đào Nha đã lần lượt xâm chiếm và xây dựng những điểm định cư ở đảo Madeira vào năm 1419, đảo Azores vào năm 1427. Tiếp sau đó, trong suốt thế kỷ 15, các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha đi thuyền dọc bờ biển châu Phi nhằm tìm kiếm nguồn gốc của con đường gia vị hái ra tiền ở châu Âu. Vào năm 1445, người Bồ Đào Nha đã đặt chân đến Senegal và bán đảo Cabo Verde. Những sắc lệnh của giáo hội được ban hành trong năm 1452 và 455
đã cho phép Bồ Đào Nha nắm giữ độc quyền thương mại ở những vùng đất mới được khám phá. Vịnh Guinea được người Bồ Đào Nha đặt chân tới vào năm 1460, tiếp đó là quần đảo Cabo Verde vào năm 1462. Đường xích đạo được các nhà hàng hải băng qua vào năm 1473. Đến năm 1482, nhà thám hiểm Diogo Sao đã vượt qua khỏi sông Congo. Và cũng trong chuyến thám hiểm này, người Bồ Đào Nha lần đầu tiên chạm trán Vương quốc Congo và thiết lập quan hệ ngoại giao với họ ngay sau đó. Trong chuyến thám hiểm từ năm 1485 đến 1486, Sao tiếp tục đi đến Cape Coast thuộc Namibia ngày nay, nằm gần chi tuyến Nam. Năm 1488, Bartolomeu Dias vòng quanh mũi Hảo Vọng ở cực Nam Châu Phi, phản bác được quan điểm sai lầm từ thời Ptolemy rằng Ấn Độ Dương bị khóa trong đất liền. Cùng thời điểm đó, Peroda Koviha đã âm thầm di chuyển xuyên lục địa đến Ethiopia. Như vậy, với những cuộc thám hiểm đường bờ biển ở châu Phi, người Bồ Đào Nha mở rộng lãnh thổ khắp châu lục này với nhiều thuộc địa mới được hình thành. Từ những cứ địa này, đế quốc Bồ Đào Nha đã trở thành một trong những nền kinh tế hùng mạnh nhất châu Âu lúc bấy giờ nhờ việc buôn bán độc quyền nô lệ và vàng. Trong khi Bồ Đào Nha mải mê với những chuyến hành trình vượt biển, thì ở phía đông bắc, người láng giềng Tây Ban Nha đã chính thức khai quốc và bước vào cuộc chạy đua phát kiến địa lý. Đến năm 1492, sau khi nhà thám hiểm người Tây Ban Nha Christopher Columbus phát hiện ra Tân Thế Giới, một cuộc tranh chấp đã nảy sinh giữa hai quốc gia này. Cuộc xung đột cuối cùng cũng được giải quyết bởi hiệp ước Tordesillas được ký kết giữa hai bên vào năm 1494. Theo đó, hiệp ước phân chia các vùng đất mới khám phá bên ngoài châu Âu giữa hai quốc gia dọc theo một kinh tuyến dài 1.560 km về phía tây của quần đảo Cabo Verde. Đến năm 1497, đoàn thám hiểm của Vasco da Gama bắt đầu rời Bồ Đào Nha, đi vòng quanh mũi Hảo Vọng, rồi đi dọc theo bờ biển Đông Phi, đến được Calicut, thủ đô của vương quốc bản địa Zamorin ở Tây Nam Ấn Độ vào năm 1498. Chuyến du thám thứ hai đến Ấn Độ được tiến hành vào năm 1500 dưới quyền chỉ huy của Pedro Álvarez Cabral. Cabral đề nghị vua Bồ Đào Nha nên cho định cư ở vùng đất này, và hai cuộc thám hiểm đã được nối tiếp sau đó vào năm 1501 và 1503. Năm 1505, vua Manuel đệ nhất chọn Francisco de Almeida làm phó vương Ấn Độ, thành lập chính quyền Bồ Đào Nha ở phía đông. Cùng năm đó, Bồ Đào Nha cũng xâm chiếm được Kanu và đặt chân đến Sri Lanka, để rồi phát hiện ra cây quế. Tiếp theo đó, một hải đoàn Bồ Đào Nha đã lần lượt đánh chiếm Socotra tại cửa ra vào của Biển Đỏ vào năm 1506 và Muscat vào năm 1507. Năm 1509, để đáp trả cuộc tấn công vào lực lượng ở Cảng Trong, quân Bồ Đào Nha đã tấn công rồi phá hủy các hải đoàn Mamluk và Gujarati trong trận Hải Chiến Diu. Sau khi trở thành phó vương Ấn Độ vào năm 1509, Albuquerque đã thể hiện sự trung thành với chính quốc Bồ Đào Nha hơn hẳn Almeida bằng cách quan tâm nhiều đến việc cải thiện sức mạnh hải quân. Đến tháng 7 năm 1511, ông chiếm được Malacca, thị trường giao dịch hương liệu lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, rồi lệnh cho Francisco Serrao khám phá địa lý vùng Indonesia. Đế quốc Bồ Đào Nha tiếp tục tiến sâu thêm xuống phía nam và phát hiện ra Timor vào năm 1512. Việc chiếm được bán đảo Mã Lai đã mở rộng cánh cửa giao thương thương mại giữa chính quốc Bồ Đào Nha với Trung Quốc và Đông Nam Á. Không chỉ dừng lại ở Viễn Đông, đế quốc Bồ Đào Nha đã mở rộng ra Vịnh Ba Tư, tranh giành quyền kiểm soát buôn bán gia vị với đế quốc Azuran và đế quốc Ottoman. Năm 1515, Albuquerque đã chinh phục bang Wus của Huala ở đầu Vịnh Ba Tư, biến nó thành chư hầu của đế quốc Bồ Đào Nha. Năm 1534, Gujarat phải đối mặt với cuộc tấn công từ các quốc gia Mughal và Raipur. Quốc vương Bahadur Shah của Gujarat đã buộc phải ký kết hiệp ước Basin để thành lập một liên minh để giành lại đất nước, trao đổi Daman, Jiu, Mumbai và Basin với Bồ Đào Nha. Ở Trung Quốc, những cuộc tấn công rộng rãi gây ra không ít thiệt hại đã khiến người Trung Quốc tức giận và thực hiện cuộc tàn sát người Bồ Đào Nha cư trú tại các trạm giao dịch Ninh Ba và Phúc Kiến vào năm 1545 và 1549. Mãi đến năm 1557, chính quyền Trung Quốc cho phép người Bồ Đào Nha định cư tại Macau, tạo ra một nhà kho trong thương mại hàng hóa giữa Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa và châu Âu. Như vậy, những cuộc thám hiểm của Hải quân Bồ Đào Nha đã giúp đế quốc này nắm được toàn bộ quyền kiểm soát thương mại tại Ấn Độ Dương và Nam Đại Tây Dương, từ đó trở thành một cường quốc có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh mẽ hàng đầu châu Âu vào thế kỷ 15-16. Tuy vậy,
Dù là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực hàng hải, song Bồ Đào Nha vẫn chịu lép vế trước Tây Ban Nha, một quốc gia sinh sau đẻ muộn hơn gần cả thế kỷ về thuộc địa. Sự thật này dường như báo hiệu trước việc Tây Ban Nha có thể sẽ là quốc gia chi phối quyền lực chính trị của Bồ Đào Nha về sau. Đế quốc Bồ Đào Nha đang trên đà lớn mạnh, bỗng chốc rơi vào khủng hoảng từ những năm 1580 đến 1640 vì không có người kế vị. Lợi dụng cơ hội đó, Felipe đệ nhị, quốc vương Tây Ban Nha lúc bấy giờ, đã tuyên bố trở thành quốc vương Bồ Đào Nha rồi thành lập liên minh Iberia. Tuy vẫn còn giữ được độc lập trên danh nghĩa, song trên thực tế, Bồ Đào Nha không thể tự mình quyết định những chính sách của đất nước, mà buộc phải tham gia vào cuộc chiến tranh 80 năm giữa Tây Ban Nha và Hà Lan. Cuộc chiến này không chỉ làm tổn hại mối quan hệ đồng minh lâu đời với Anh, mà còn khiến Bồ Đào Nha mất cảng Hormuz ở vùng vịnh Ba Tư. Từ năm 1595 đến năm 1663, chiến tranh Hà Lan-Bồ Đào Nha chủ yếu liên quan đến việc các công ty Hà Lan xâm phạm nhiều thuộc địa và lợi ích thương nghiệp tại Brazil, Châu Phi, Ấn Độ và Viễn Đông, khiến Bồ Đào Nha bị mất thế độc quyền mậu dịch hàng hải trên Ấn Độ Dương. Nhận thấy những thiệt hại về thuộc địa phải chịu khi nằm trong liên minh Iberia, đến năm 1640, João đệ tứ dưới sự ủng hộ của quý tộc đã tiến hành khởi nghĩa chống lại gia tộc Habsburg, mở đầu cho cuộc chiến tranh phục hồi Bồ Đào Nha và tự xưng là quốc vương. Đến năm 1668, Tây Ban Nha đã công nhận sự kết thúc của liên minh Iberia và đổi lại Bồ Đào Nha phải nhận Ceuta cho vương thất Tây Ban Nha. Sự kiện này đã đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh phục hồi Bồ Đào Nha chống lại sự cai trị của người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, thực dân Bồ Đào Nha bị đánh bại bởi những người cai trị Ấn Độ. Và khi kết thúc các cuộc đối đầu với Hà Lan, đế quốc chỉ có thể bám vào Goa và một số căn cứ nhỏ ở Ấn Độ và dần mất quyền kiểm soát thuộc địa giàu có này vào tay của Anh. Dưới sự cai trị của nhà Braganza trong các thế kỷ 17-18, đế quốc Bồ Đào Nha từng bước khôi phục kinh tế nhờ việc giành lại thuộc địa Brazil và Châu Phi, song lại chịu sự đe dọa từ những quốc gia sừng sỏ về quân sự ở châu Âu, lúc này là Anh và Pháp. Cơn sốt vàng ở thuộc địa Brazil trong thế kỷ 18 đã đem lại nguồn tiền vô kể cho Bồ Đào Nha, đồng thời thu hút lượng lớn người Bồ Đào Nha di dân đến đây, tạo thành một trong những cuộc di chuyển lớn nhất của cư dân châu Âu đến những thuộc địa của họ thời bấy giờ. Vào năm 1762, Tây Ban Nha lại xâm chiếm lãnh thổ Bồ Đào Nha trong khuôn khổ chiến tranh 7 năm. Song đến năm 1763, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lại khôi phục hiện trạng trước chiến tranh. Đến mùa thu năm 1807, Napoleon đưa quân Pháp qua Tây Ban Nha để xâm chiếm Bồ Đào Nha. Khi quân đội của Napoleon tiến đến gần Lisboa, nhiếp chính vương João đệ lục của Bồ Đào Nha quyết định chuyển triều đình Bồ Đào Nha sang Brazil và lập Rio de Janeiro làm thủ đô mới của đế quốc này. Như vậy, việc Napoleon chiếm đóng Bồ Đào Nha đã mở ra quá trình suy thoái chậm của quốc gia này cho đến tận thế kỷ 20. Năm 1815, Brazil được tuyên bố là một vương quốc. Điều này đã dẫn tới sự ra đời của một nhà nước liên lục địa là Vương quốc Liên hiệp Bồ Đào Nha, Brazil và Algarve. Cũng từ năm này, tình hình châu Âu dần có dấu hiệu hạ nhiệt bởi Napoleon đã dần xa lầy trong các cuộc chiến rồi thất bại trong những cuộc viễn chinh của mình. Điều này thôi thúc Bồ Đào Nha cố gắng đưa Brazil trở lại làm lãnh thổ phụ thuộc của mình. Song mọi nỗ lực đều thất bại và Bồ Đào Nha buộc phải công nhận nền độc lập chính thức của Brazil vào năm 1825. Như vậy, khi chủ nghĩa thực dân ở châu Âu phát triển lên đến đỉnh cao trong thế kỷ 19, thì Bồ Đào Nha lại cho thấy những dấu hiệu suy yếu của mình khi đánh mất Brazil, thuộc địa có ý nghĩa chiến lược ở Nam Mỹ. Lúc này, Bồ Đào Nha dường như chỉ còn một chiếc phao cứu sinh duy nhất là những thuộc địa ở châu Phi, bao gồm Cabo Verde, Sao Tome và Príncipe, Guinea, Angola và Mozambique. Dấu hiệu suy yếu rõ rệt nhất của đế quốc được thể hiện dưới thời của Carlos đệ nhất trị vì. Bồ Đào Nha đã hai lần tuyên bố phá sản vào năm 1892 và năm 1902, khiến chế độ quân chủ vấp phải sự phản đối mãnh liệt, kinh tế xã hội xáo trộn. Đến ngày 5 tháng 10 năm 1910, cách mạng bùng nổ đã lật đổ chế độ quân chủ, thiết lập chế độ cộng hòa tại Bồ Đào Nha. Sự sụp đổ của đế quốc. Bước vào thế kỷ 20, tuy trên thực tế vẫn là một nước đế quốc, song Bồ Đào Nha lại tự nhận mình là một quốc gia theo chủ nghĩa toàn cầu với những lãnh thổ ở hải ngoại. Đến năm 1914, khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ, đế quốc Đức đã xây dựng kế hoạch chiếm đoạt các thuộc địa của Bồ Đào Nha ở lục địa đen. Năm 1916, sau khi Bồ Đào Nha tấn công các tàu của Đức ở Lisbon, ngay lập tức Đức đã tuyên chiến và kéo Bồ Đào Nha vào vòng xoáy của chiến tranh. Buổi đầu cuộc chiến, Bồ Đào Nha đã tham gia chủ yếu vào việc cung cấp cho quân đồng minh ở Pháp. Trong suốt năm 1917, Bồ Đào Nha đã phái các đội quân đến mặt trận đồng minh ở Pháp.
Ở mặt trận châu Phi, Bồ Đào Nha và người Anh đã chiến đấu nhiều trận chiến chống lại người Đức ở cả Mozambique và Angola. Đến đầu năm 1918, Bồ Đào Nha tiếp tục chiến đấu dọc theo mặt trận đồng minh chống lại Đức, bao gồm cả việc tham gia vào trận Lalis. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với thắng lợi thuộc về phe đồng minh, trong đó có Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, tại hội nghị Versailles, Bồ Đào Nha chỉ giành lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ đã mất, chứ không giữ được quyền sở hữu các lãnh thổ mới giành được trong chiến tranh, ngoại trừ Kiwanga, một thành phố cảng của Tanzania trong thời hiện đại. Như vậy, sau chiến tranh, các lãnh thổ cuối cùng còn sót lại của Bồ Đào Nha ở châu Phi, bao gồm các quốc gia hiện đại Cape Verde, Sao Tome, Príncipe, Guinea-Bissau, Angola và Mozambique. Khi thế giới bước vào cuộc chiến tranh lần thứ hai, Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia giữ vai trò trung lập và không tham chiến. Tuy vậy, theo sau Thế chiến thứ hai là phong trào đấu tranh giành độc lập của các thuộc địa trên thế giới, nên Bồ Đào Nha cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Thêm vào đó, việc Mỹ và Liên Xô ra sức chạy đua để tăng cường ảnh hưởng của mình sau Thế chiến đã dẫn tới cục diện chiến tranh lạnh bao trùm thế giới, gây ra những bất ổn trong những lãnh thổ hải ngoại của Bồ Đào Nha. Sau khi Anh trao trả độc lập cho Ấn Độ, năm 1954, một cuộc nổi dậy tại địa phương đã dẫn đến sự lật đổ của chính quyền Bồ Đào Nha ở Dadra và Naga Haveli. Sự bùng nổ bạo lực vào tháng 2 năm 1961 tại Angola là sự khởi đầu của sự kết thúc của đế quốc Bồ Đào Nha ở châu Phi. Tình trạng bất ổn của Angola đã nhanh chóng lan rộng đến Guinea, dẫn tới cuộc nổi loạn vào năm 1963 và Mozambique năm 1964. Đến ngày 25 tháng 4 năm 1974, cuộc cách mạng Hoa Cẩm Chướng, một cuộc cách mạng đúng với tên gọi và không có mùi thuốc súng, đã diễn ra tại Bồ Đào Nha, dẫn tới sự sụp đổ của chế độ độc tài Estado Novo và sự rút lui chính thức của Bồ Đào Nha ở những thuộc địa châu Phi. Năm 1987, Bồ Đào Nha đã ký tuyên bố chung với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để thiết lập quy trình và điều kiện cho việc chuyển giao chủ quyền của Macau, thuộc địa cuối cùng còn lại của đế quốc. Việc bàn giao diễn ra vào ngày 20 tháng 12 năm 1999 đã đánh dấu sự kết thúc chính thức của đế quốc Bồ Đào Nha và chấm dứt chủ nghĩa thực dân ở châu Á. Như vậy, Bồ Đào Nha chính thức kết thúc với vai trò là một đế quốc trong lịch sử sau gần 6 thế kỷ tồn tại để phát triển với tư cách là một quốc gia dân chủ. Nhìn vào quá trình phát triển của đế quốc này, ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng, tuy là đế quốc hình thành sớm nhất trong lịch sử, đồng thời là đế quốc tiên phong trong lĩnh vực hàng hải, song càng về sau, Bồ Đào Nha ngày càng bị lép vế bởi sự vươn lên mạnh mẽ của những đế quốc lớn như Anh, Pháp hay người láng giềng Tây Ban Nha. Tuy vậy, có một điểm không thể phủ nhận được, chính là những giá trị văn hóa, nghệ thuật của đế quốc Bồ Đào Nha trong quá khứ đã góp phần không nhỏ làm giàu cho kho tàng văn minh nhân loại.